Chào các bạn nha. Có một đứa em trai nó ở dưới Bình Phước, nó sưu tầm cho một mớ chạc các bạn. Thì ở đây mình thấy có cây chanh nè các bạn, cây chanh, cây ổi và một số cây rừng. Cây rừng mình không biết tên, có mấy loại mình không biết tên ha. À, cảm ơn em trai Thành Nguyễn nha. Ok, hôm nay mình sẽ làm hai cây này ha. Mình không biết là cây gì các bạn, cây rừng ha. Ok. Thank you.
cái cây rừng ha các bạn. Chạc 75 ha. Thì hôm nay mình nằm võng, mình bắn cái bật lửa ở bên đây các bạn. Nằm võng bắn nha, chứ không phải ngồi nha. Kiểu mới nha. Rất là may mắn các bạn, rất là ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. À, mình làm giấc đây.